Hello hello, xin chào mọi người. Mình là Thương từ kênh YouTube Yogi Travel. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập một bài Vinyasa Yoga. Đối với bài tập này, bạn có thể tập vào buổi sáng cũng được, buổi tối cũng được, hoặc là khi nào mà bạn có thời gian. Thì với cái bài này, mình thường tập vào những ngày mà mình thức dậy, mình cảm thấy uể oải, mình cảm thấy không có năng lượng, thì mình cần boost cái năng lượng, mình cần đẩy cái năng lượng mình lên. Thì mình tập bài này, hoặc là sau một ngày mà mình ngồi làm việc trên máy tính, hoặc mình đi đứng di chuyển quá nhiều, mà mình cảm thấy cơ thể mình không được thoải mái, mình thấy nó hơi cứng cứng, hơi khó chịu, thì mình cũng tập bài này. Thì đây là một cái bài Vinyasa với các cái chuỗi chuyển động liên tiếp nhau, những động tác nối tiếp nhau và tăng cái sự kéo giãn, tăng cái sự căng giãn của cơ thể bạn rất nhiều. Thì hy vọng là sau khi tập bài này, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, thư giãn hơn, đồng thời là cảm thấy giống như là mình vừa được đi massage về vậy đó. Nào mọi người sẵn sàng chưa? Mình trải thảm ra và bắt đầu bài tập Vinyasa Yoga của ngày hôm nay thôi nha. Nào để bắt đầu, mình hãy ngồi thẳng, ngồi trong tư thế thoải mái, lắc lư lưng và vai, và mình nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mình sẽ tập thư giãn, tập cảm giác vào cái sự yên tĩnh, và mình khởi động một vài nhịp trước khi mình bắt đầu. Hãy để lỏng tay lên gối, hãy để cho lưng của bạn thẳng lên, cột sống của bạn thẳng tự nhiên. Bạn đừng ưỡn về phía trước nhiều quá, cũng đừng còng về phía sau nhiều quá. Hãy tìm cái vị trí thẳng ở giữa này, thoải mái, để cái mông mình ngồi hết hoàn toàn dưới sàn. Nào nhắm mắt lại, hãy lắng nghe vào bên trong của mình vài nhịp, hãy đem cái sự kết nối vào bên trong. Mình thấy cái lồng ngực mình nhịp nhàng, mình thấy cái bụng của mình nhấp nhô lên xuống mỗi khi mình hít và thở ra. Hãy để cho khí của bạn đi vào và đi ra tự nhiên. Hít thở chậm rãi. Nếu bạn đã biết cách hít thở bằng 3 thì, hãy tập vào cái nhịp thở 3 thì. Hơi thở sẽ xuất phát từ lỗ rốn và kết thúc ở lỗ rốn của mình. Nếu bạn chưa biết thì bạn cứ hít thở bằng lồng ngực hoặc là hít những hơi dài là được rồi. Mình cảm giác là mình đi vào bên trong của mình được nhiều hơn. Mình lắng nghe được hơi thở của mình. Mình buông bỏ bớt cảm xúc của mình ra. Nào, mình giữ lại một vài nhịp nữa thôi. Mình hít vào một hơi dài. Nào lần này bạn hãy ưỡn cái lồng ngực của mình lên, bẩy bả vai ra, kéo cho lưng mình dài lên. Nào hít thở bằng lồng ngực, hít vào và vươn hai tay của mình lên trời. Cánh tay mở ra, vươn vai rườn cao lên. Nếu bạn biết động tác thì cứ nhắm mắt cũng được. Hai tay bạn chắp trên trời và bạn từ từ hạ xuống. Hai tay hạ về trước ngực của mình, thở dài ra. Nào hãy lặp lại vài lần. Hít sâu, mở cánh tay, vươn lên kéo dài người. Thở ra, hai tay hạ xuống, chắp về trước ngực của mình.
lặp lại vài nhịp hít sâu, vươn tay và rướn người lên. Thở ra hạ tay, mềm vai. Hít vào vươn lên. Thở ra hạ xuống. Một nhịp cuối cùng nữa thôi. Hít vào, mở tay và vươn cao cánh tay mình rướn lên. Sau đó thở ra, bạn chắp tay về trước ngực và thở dài. Nào cảm giác là lưng mình vẫn được rướn thẳng lên. Mình nhẹ nhàng mở mắt ra, bạn lùng các ngón tay của bạn đan vào nhau, đẩy về phía trước. Sau đó bạn đánh qua phải, qua trái. Cảm giác cái vai của mình đang được giãn về bên này bên kia. Sau đó bạn đưa về giữa, bạn cuộn cái bụng của mình vào trong, cuộn tròn ha. Cảm giác là cái lưng mình còng về trong như là tư thế con mèo. Nào mình đánh về hai bên nhẹ nhàng, qua phải, qua trái, lắc lư qua lại và cảm giác là mình đang được rườn cho vai phía sau của mình. Rồi mình quay về giữa, giữ nguyên cái tay đan, bạn bẩy lên này. Bẩy ra sau mang tay chỉ lên trời và lắc lư cái cổ, thả lỏng cổ ra. Nào mình nghiêng cái vai của mình về phải, về trái. Lát qua bạn cảm giác nguyên cái lườn của mình được giãn qua luôn. Cố gắng chậm rãi thôi, tập trung vào chất lượng của động tác hơn là số lượng ha. Rướn nhẹ nhàng, vươn nhẹ nhàng. Sau đó bạn duỗi dài lên, ngẩng mặt nhìn lên trời hít sâu. Sau đó cúi rạp người về phía trước, đưa hai tay ra sau lưng của mình. Nào lùng các ngón tay lại, người của bạn sẽ ở mức chừng 45 độ. Cánh tay bạn đánh về sau. Nào bạn rướn kích và mặt của mình về phía trước này và đẩy cánh tay về sau. Và mình giữ ở đây. Nếu bạn không cảm thấy thoải mái, bạn hãy lắc nhẹ về hai bên. Lắc qua lắc lại một chút. Cho tới khi mà lưng bạn vào vị trí thoải mái và bạn có thể rướn thẳng được về phía trước. Hít thở dài. Và mình gỡ hai tay chạm về phía trước luôn. Bạn hai bàn tay xuống sàn. Nào lắc nhẹ nghiêng về gối bên trái, rồi nghiêng về gối bên phải. Và mình sẽ cảm giác là cái cùi chỏ của mình bắt đầu hạ được xuống dưới sàn rồi. Nếu không hạ được cùi chỏ cũng không sao ha. Bạn cứ lắc qua lắc lại cho phần lưng của mình nhẹo dai ra. Và nếu được nữa bạn cứ bò tay về phía trước, rướn ra một chút thở ra, cúi xuống một chút thở ra. Lắc lư nhẹ nhàng, mình rất là thích những cái động tác đơn giản nhưng mà có cái độ giãn sâu cho phần thắt lưng của mình như vậy nè. Nó rất là đã sau một ngày mà bạn ngồi hoặc là bạn đứng quá nhiều á. Nào nếu mà lỏng được này, bạn lỏng cái trán của mình xuống sàn luôn. Và để mềm hai tay rướn về trước. Nào mình giữ ở đây vài nhịp. Nếu bạn thấy cái chân của bạn kẹt quá, hơi nó hơi đau đau ở chân thì bạn cũng có thể gỡ cái chân ra nha. Và một hơi thở nữa thôi. Từ từ kéo tay bạn chống về gần khuôn mặt. Mình nâng người mình lên trở lại. Từng chút một lên cho tới khi cái mông mình nhấn về sau và ngồi xuống sàn. Vươn tay lên trời lần nữa, hít vào. Kéo cánh tay rướn người lên. Và chắp hai tay về trước ngực của mình. Thở dài ra. Nào bạn chống hai tay về đầu thảm, mình vào tư thế 4 điểm. Hai bàn tay bạn chống vuông góc và hai đầu gối vuông.
lắc lư vai và lưng nhẹ nhàng. Nào bám hai tay cố định. Mình sẽ có các vị trí của lưng nha. Thứ nhất là lưng của bạn ọng xuống vào tư thế con bò này. Ưỡn ngực, đây là tư thế con bò. Thứ hai là bạn phải gồng được bụng lại và lưng của bạn thẳng. Hít cái lỗ rốn vào bên trong. Đây là tư thế gồng bụng, tư thế mà siết cái cơ phần trung tâm. Tư thế thứ ba là tư thế con mèo, bạn cong hết lên này, cong cuộn tròn lại, các đốt sống của bạn gom lại giống như là bạn vẽ cái đường chữ C ở trên lưng của mình. Rồi, và tư thế thả lỏng, lắc lư. Rồi, bạn nhớ các tư thế này để chút nữa mình vào cái chuỗi nó sẽ dễ nha. Nào, hạ eo xuống vào tư thế con bò, hít vào rướn lên. Cuộn tròn lưng vào tư thế con mèo, mình thở ra. Lặp lại hai vòng nữa, hạ eo vào tư thế con bò, hít vào. Cuộn lưng vào tư thế con mèo, mình thở ra. Vòng cuối cùng, hạ eo mình vào tư thế con bò, hít vào. Rồi cuộn tròn lại, mình thở ra. Nào giữ nguyên ở tư thế con bò, con mèo và lưng cuộn tròn. Giữ đây một vài nhịp. 2, 3, 4. Và bạn quay về giữa, thả lỏng lưng. Từ vị trí này, bạn nhón mũi chân trái của mình và trượt chân trái về phía sau, bật trượt thẳng nó ra sau và giữ cái mũi chân trái chạm sàn, chạm vào bên trong thảm của mình nha. Sau đó mình sẽ quay cái mông về giữa. Lần này mình sẽ gồng cái cơ bụng lại nha, nằm ở vị trí thứ hai của cơ bụng á, gồng chặt bụng lại và lưng của bạn sẽ thẳng. Nào vươn tay phải của mình về phía trước, rướn ra, rướn từ mũi chân sau tới bàn tay phải thành một đường. Hít thở dài. Rướn ngón tay, bạn nhìn được vào ngón tay luôn và bạn nhận cái cơ trung tâm của mình bắt đầu gồng lên, căng lên để giữ. Nào xoay mặt về bên phải, lần này quạt tay phải lên trời. Nào mở vai phải ra, rướn lên, nhìn theo tay phải của mình trên trời. Nào đừng để cái mông bệnh rớt xuống, bạn phải gồng lại và rướn lên. 1, 2, 3, 4 và 5, mình sẽ hạ tay phải của mình chui vào bên kia tay trái nè. Và mình sẽ quạt lên 5 lần như vậy ha. Đặt cái tay phải qua bên trái, sau đó quạt lên, hít vào. Ưỡn lên, vươn vai ngửa ra sau. Thở ra, cúi xuống, mình thấy cái phần lưng của mình nó hơi kêu rột rột phía sau luôn á. Nhịp thứ 2, hít vào. Ưỡn lưng mở ra sau. Thở ra, cúi xuống, chui tay vào. Nhịp thứ 3, hít vào lên. Thở ra, chui tay. Nhịp thứ 4, chống cố định tay trái vào bạn, vươn lên. Nào thở ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào, bạn vươn lên, mở vai rướn lên, mở lồng ngực lên. Sau đó thở ra, chia thẳng tay phải về phía trước, gồng bụng lại. Sau đó rướn thẳng tay phải, bạn úp cái tay phải xa về đầu thảm của mình này. Và bạn ọm lưng vào tư thế con bò. Rướn tay bên trái của mình về phía trước. Nào hạ từ từ cho lồng ngực của bạn chạm xuống dưới sàn. Mình bị dính cái micro nên mình hạ tạm ở đây thôi ha. Ngực chạm và trán chạm xuống sàn. Rướn vai ra, nào giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Cẩn thận để ra được khỏi thế ha. Bạn khuỷu cái bàn tay, kéo gần khuôn mặt. Tay bên kia kéo gần mặt, nâng lên. Và đáp chân bên trái xuống. Lắc lư nhẹ nhàng. Lắc phải, lắc trái. Mình sẽ đổi qua bên kia. Vào đúng tư thế bốn điểm chắc nha bạn. Xoay cẳng tay ra, xoay bàn tay ra. Nhón mũi chân phải, trượt bàn chân phải, chạm ngón chân dưới sàn. Nhìn về trước. Nào bắt đầu gồng bụng lại, vươn thẳng tay trái, rướn thành một đường từ mũi chân tới mũi tay. Mình hít vào dài. Thở ra. 4, 3, nào gồng bụng lại. 2, 1, từ từ xoay tay về bên trái. Nào vươn tay trái lên. Mình cảm giác cái mũi chân sau nó giúp cho ngón tay của mình rướn cao lên nữa. 1, 2,
3, 4, bắt đầu lặp lại 5 lần quạt tay nha. Chui tay về, hít vào, vươn vai ngửa ra sau. Nhịp thứ 2, chui qua, hít vào, vươn vai ngửa ra sau. Nhịp thứ 3, chui tay, hít vào, rướn lên. Nhịp thứ 4, hít vào, mở vai rướn lên. Và nhịp cuối cùng, chui tay vào, sau đó lật lên, nào vươn cao lên, rướn ngực, mở lồng ngực. Rồi bạn nhìn về phía trước, rướn tay bên phải và gồng bụng lại tiếp, chạm tay trái xuống dưới sàn. Nào xòe ngón tay rướn chắc, sau đó mình ổng cái lưng của mình vào tư thế con mèo, con bò này, hạ cùi chỏ tay trái. Rướn tay phải ra, hạ cùi chỏ tay phải. Nếu bạn không cảm thấy dễ chịu khi hạ ngực thì giữ đây thôi. Nếu được nữa bạn hạ ngực xuống, hạ cằm xuống sàn. Nào hít thở nhẹ nhàng. Hai, ba, bốn và năm. Từ từ kéo bàn tay chống lên khuôn mặt, chống bên cạnh khuôn mặt, thẳng cánh tay, nâng lên và hạ đầu gối xuống. Lắc nhẹ vai, thư giãn vai và lưng. Nếu bạn thấy bàn tay bạn mỏi, bạn mở ngược về bên trong. Từng tay một hoặc là cả hai tay một lần. Rồi, và mình sẽ đẩy lên tư thế đao đót, là tư thế chó úp mặt. Bám bàn tay lên đầu thảm, nhón mũi chân, bắt đầu duỗi hoàn toàn cái người mình ra sau nè. Rướn vai ra, duỗi ra sau, bám chắc tay, nào nhấn vai xuống và rướn cái lưng của mình cao lên. Hóp bụng lại, hóp cái bụng duỗi vào, bạn sẽ thấy cái mông của mình được rướn nhiều lên nữa đó. Giữ đây vài nhịp, nào nhịp gối bên phải, khuỷu cái gối bên phải, ép vai xuống, khuỷu gối trái ép xuống, nhịp nhịp về phía sau, đợi ra sau, thở ra, đợi ra, khuỷu cả hai đầu gối, bạn rướn người. Nào lúc này hãy cảm giác cái độ giãn của phần mông, phần thắt lưng của mình. Rồi đi từng bước chân cho tới khi chân mình nằm giữa hai tay lên đầu thảm của mình nè. Bước từng bước, từng bước. Và mình cúi xuống sàn, thở ra. Lắc mông về hai bên, lắc qua lắc lại. Sau đó rướn lưng song song với mặt đất. Đưa hai tay ra sau lưng, bạn lồng các ngón tay vào, bẩy bả vai lên. Và nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Nếu mà cái chân bạn mỏi quá, bạn khuỷu gối cũng được ha. Cúi xuống và bạn giữ ở đây. Nào đánh càng ngược cái tay về phía sau đầu, rớt cái đầu nhẹ nhàng xuống. Cảm giác bả vai mình đang mở ra, mông mình chỉ lên. Thì thở 4 3 2 và một, từ từ gỡ hai tay của mình chạm xuống sàn. Nào mình cuộn từng đốt sống lên, cuộn từng đốt cho tới khi bạn đứng thẳng lên luôn. Và mở vai ra, mình đứng lên đầu thảm của mình. Nào mình tập một vài chuỗi chân mặt trời cho cái cơ thể mình nóng lên nha. Mũi chân bạn khép lại, gót chân hơi mở ra. Và mình đứng thẳng, nhìn vào một điểm trước mặt của mình. Hít vào, nhìn theo tay và bạn vươn hai tay lên trời. Thở ra, rướn vai, ép người xuống, hai tay chạm xuống sàn. Hít vào, lưng song song với mặt đất. Thở ra, mình rút chân phải về cùi thảm, chống và giữ chặt mũi chân. Mở ngang hai tay và vươn lên trời. Nhìn theo bàn tay của mình, hít vào, chắp hai tay xuống sàn. Rút về sau, tư thế tấm ván, mình gồng bụng lại. Nào rạp xuống Chaturanga. Hít vào, ớt đót, mở ngực, rườn vai lên và đẩy về sau. Đau đót, mình kéo dài, lưng giãn ra. Đá chân bên phải của mình cao lên, chỉ về phía sau. Và bước lên giữa hai bàn tay phía trước. Nhón ngón tay và ngẩng mặt nâng người lên. Hít vào, nhìn theo tay trên trời, rườn lên.
thở ra, chạm hai tay xuống sàn, rút về sau trở lại tư thế tấm ván Chaturanga. Hít vào, mở lồng ngực rướn người nhìn lên và đẩy về sau, đào đót dạn về phía sau, thở dài ra. Đá chân bên trái của mình lên trời, chỉ cao lên và bước về trước, giữ hai bàn tay, nhọn ngón tay nhìn thẳng về trước, vươn hai tay lên trời lần nữa, hít vào, vươn cánh tay ngẩng mặt nhìn lên, thở ra, chạm hai tay xuống sàn, rút về tấm ván, gồng người lại, Chaturanga, up dog, hít vào và down dog, thở ra, một bên phải nữa thôi, đá chân bên phải của mình chỉ về sau, nào bước lên giữa hai bàn tay phía trước, nhọn ngón tay, hít vào, vươn hai tay ngẩng mặt nhìn lên, thở ra, hạ hai tay chống xuống, rút về tấm ván, gồng người lại, Chaturanga, up dog, hít vào nhìn lên và down dog, mình đẩy về phía sau, kéo dạn người mình nhìn ra, khuỵu nhẹ hai đầu gối, bạn bước lên hoặc nhảy lên đầu thảm của mình, đổ rạp xuống sàn, lưng song song với mặt đất nhìn lên, lưng rạp xuống sàn. Nào vươn hai tay lên trời, mở cánh tay, hít vào nhìn theo tay, rướn lên và chắp hai tay về trước ngực. Mình thở dài ra, từ vị trí hai tay chắp, mình giữ cái chân mình khép lại, nhìn theo tay, vươn hai tay lên trời, hít vào. Bạn vừa khuỵu gối, vừa cúi người về trước nha, khuỵu nhẹ hai đầu gối, đẩy mông ra sau, hai tay chắp. Đưa hai tay ra sau lưng, mình vào tư thế cái ghế nè, gồng bụng chặt, chỉ ngón chân lên, hít vào, vươn tay, thở ra, cúi rạp xuống và thở dài, lưng song song với mặt đất nhìn lên, lưng rạp xuống. Bạn bước hoặc nhảy về tư thế tấm ván, gồng chặt lại, nghiêng hai gót chân về bên phải của mình, vươn tay trái lên, nào rướn mắt nhìn theo tay trái trên trời, thở ra, quay về lại tấm ván Chaturanga, hít vào, úp chân lật ngược lên và down dog, dạn về phía sau, mình thở dài, khuỵu gối bám tay. Nếu bạn nhảy được hãy nhảy lên phía trên nha, vì cái micro nên mình sẽ bước thôi. Cúi người rạp xuống, thở dài, hít vào nhìn lên, thở ra. Nào khuỵu gối mình vào cái ghế trở lại, hạ mông xuống, gồng bụng, hít vào, vươn cánh tay và thẳng gối, hai tay chắp về trước ngực. Mình vào vòng tiếp theo, vươn hai tay, hít vào, nhìn theo tay trên trời, khuỵu đầu gối, đánh tay về phía sau, vào tư thế cài ghế, hít vào, gồng bụng, vươn tay lên, thở ra, cúi xuống sàn, thở dài, lưng song song với mặt đất nhìn về trước, lưng mình rạp xuống. Bạn bám hoặc nhảy về sau, bước hoặc nhảy ra tư thế tấm ván. Nào nghiêng hai gót chân về trái, lật tay phải lên, nhìn theo tay phải trên trời, thở ra, quay về lại tấm ván. Nào vòng Chaturanga, up dog, nhìn lên và down dog, mình đẩy về phía sau, thở dài, khuỵu nhẹ hai gối, bước lên hoặc nhảy lên lên đầu thảm của mình, cúi rạp xuống, lưng song song với mặt đất, rồi thở ra, vào cái ghế lại, hạ đầu gối, hít vào, gồng bụng, vươn cánh tay, siết thắt lưng vào và thẳng gối, hai tay chắp trước ngực. Mình tiếp tục nha, mình sẽ đi tiếp cái chuỗi di chuyển liên tục như vậy. Hít vào, vươn hai tay lên trời, nhìn theo ngón tay, thở ra, vừa khuỵu gối vừa hạ tay về trước ngực của mình, đặt tay lên, hít vào, vươn lên, gồng bụng, tư thế cái ghế. Nào thở ra, rạp xuống sàn, lưng song song, bạn ngẩng mặt nhìn lên, lưng bạn rạp xuống, bước hoặc nhảy về tư thế tấm ván, siết bụng lại, nhìn gót chân về bên phải của mình. Lần này mình sẽ vươn cả tay trái và chân trái lên luôn nha, hít vào, rướn lên, kéo dạ thành một đường này, căng về phía trước về sau, thở ra, cúi xuống, rạp xuống sàn, lật ngực, vươn người, đẩy về phía sau, đào đó. Nào lại khuỵu gối, bước lên hoặc nhảy lên, cúi xuống sàn, lưng song song, thở ra, lưng rạp xuống. Nào vào cái ghế, khuỵu gối, hít vào, gồng bụng, ươn cánh tay, thẳng gối,
hai tay chắp về trước ngực. Một vòng nữa cho chân bên trái. Hít vào, vươn mắt nhìn theo tay. Khuỷu gối tay chắp về trước ngực. Vươn lên cái ghế, hít vào, gồng bụng rườn tay lên. Và thở ra, rạp xuống sàn. Lưng mình song song nhìn về phía trước. Lưng rạp xuống. Mình lại bước hoặc nhảy về sau, gồng chặt bụng. Lần này nghiêng gót chân về trái. Vươn tay phải theo mang tay và đạp chân bên phải về phía sau. Rướn dài người, hít sâu. Cúi rạp xuống, thở dài ra. Now up dog, vươn người ngẩng mặt nhìn lên. Down dog, mình dạn về sau, thở dài. Khuỷu đầu gối bám tay. Bạn bước lên hoặc nhảy lên. Now cúi rạp người xuống sàn. Lưng song song với mặt đất. Lưng rạp xuống, thở ra. Mình vào cái ghế nữa nha, khuỷu hai gối. Hít vào gồng bụng, vươn cẳng tay lên. Và thẳng gối, hai tay chắp về trước ngực của mình. Nào hít vào dài. Thở ra. Mình sẽ tiếp tục, mình sẽ học cách mà bước từ tư thế side plank. Và bước một chân lên phía trên nha. Mình sẽ tắt riêng cái động tác này và làm một lần cho mọi người quan sát trước nè. Từ tư thế plank, mình nghiêng hai gót chân về bên phải của mình. Tay trái mình vươn theo mang tay. Chân trái của mình đạp về sau. Sau đó mình khuỷu cái đầu gối trái nè. Bước chân trái lên. Rướn người, lật cái mũi chân sau, nhìn thẳng về phía trước. Từ đây, mình rướn thẳng tay trái về trước và gồng bụng lại. Sau đó mình lại lật lại phía sau ha. Nghiêng gót chân nào, quạt, quạt, quạt và rướn về phía sau. Sau đó mình xuống tư thế plank. Và lại xuống Chaturanga. Rồi mình sẽ tập cái chuỗi như vậy trong vòng 2 lần nha. Mình sẽ tập chậm hơn để mọi người có thể theo được. Nào giữ cái mũi chân khép, nhìn về phía trước của mình. Vươn hai tay lên trời, hít vào. Kéo giãn cánh tay nhìn lên. Hai tay chắp khuỷu đầu gối, thở ra. Hít vào, vươn lên cái ghế gồng bụng lại. Rướn dài người. Cúi rạp xuống, mình thở dài ra. Lưng song song với mặt đất nhìn lên. Lưng rạp xuống. Nào bước hoặc nhảy về tư thế tấm ván. Gồng ở tư thế tấm ván trước nè. Nghiêng hai gót chân về bên phải của mình. Nào vươn tay trái theo mang tay. Nếu bạn mỏi quá thì bạn chỉ cần giữ ở đây thôi. Nếu được nữa bạn đá cái chân bên trái của mình chỉ thành một đường. Nào khuỷu đầu gối trái. Co lại. Bước chân trái lên. Chồng tay trái xuống nhìn về phía trước. Nào vươn thẳng tay trái về trước này, nâng cái hông về sau, rướn người về trước. Giữ lại 1, 2, 3, 4 và 5. Chống tay trái, rút về tấm ván, gồng bụng lại. Nào Chaturanga, up dog, ngẩng mặt nhìn lên. Down dog, đẩy người và rướn về sau, thở dài. Khuỷu nhẹ hai đầu gối, bám tay, bước lên hoặc là nhảy lên. Cúi người rạp xuống, lưng song song với mặt đất. Lưng rạp xuống, thở ra. Mình vào cái ghế trở lại nha, khuỷu đầu gối, đánh cánh tay, gồng bụng vươn lên. Sau đó thẳng gối, hai tay chắp về trước ngực của mình, thở ra. Hít vào dài, thở ra dài. Mình thấy là mình bắt đầu nóng lên và mồ hôi bắt đầu đổ rồi bạn. Mình tiếp tục một vòng nữa cho bên trái nha. Nào từ từ vươn hai tay nhìn theo tay. Hít vào rướn lên. Bạn khuỷu đầu gối, hai tay chắp về trước ngực của mình. Mình sẽ vào cái ghế. Hít vào, cánh tay vươn lên bụng gồng lại. Cúi rạp xuống sàn và mình thở dài ra. Nào lưng song song với mặt đất. Lưng rạp xuống sàn. Bạn bước hoặc là nhảy về tư thế tấm ván. Nào gồng bụng, nghiêng hai gót chân về trái. Vươn tay phải lên, nếu mỏi quá giữ ở đây thôi. Nếu được nữa nâng chân phải lên. Nào khuỷu đầu gối bên phải của mình. Và bước chân bên phải của bạn về phía trước này. Bước về trước, hạ tay xuống sàn. Chỉnh lại cái mũi chân sau chống lên. Nhìn về trước, nào gồng bụng. Rướn tay phải của mình vươn ra. 1 2 3 4 và 5, rút về lại tấm ván, siết người. Nào Chaturanga, up dog và down dog, đẩy về phía sau. Mình thở dài. Khuỷu đầu gối, bám tay.
mình bước lên hoặc nhảy lên, cúi rạp xuống sàn, lưng song song với mặt đất, hít vào, lưng rạp xuống, thở ra. Nào vào cái ghế, khuỵu đầu gối, siết bụng vươn, cánh tay hít sâu và thẳng gối, hai tay chắp về trước ngực của mình. Mình sẽ tập lại cái chuỗi mà mình vừa di chuyển, nhưng mà mình sẽ giữ ở mỗi cái thể mình 5 nhịp thở nha mọi người. Nào đừng lên đầu thảm của mình, nó sẽ rất là mỏi và sẽ đổ mồ hôi trong cái chuỗi này nè. Vươn hai tay lên trời, nhìn theo tay, nhìn thẳng lên trời, siết bụng lại. 1, 2, 3, 4, 5, khuỵu đầu gối, hạ mông về phía sau. Nào bạn nâng cái ngón chân của mình lên nè, siết lại ha. Vươn lên vào cái ghế gồng bụng. 5, siết bụng dưới vào. 6, 7, 8, 9 và 10, cúi xuống, thở dài ra. Nào lưng song song với mặt đất, nhìn lên, lưng rạp xuống, thở dài. Bạn bước hoặc nhảy về tư thế tầm ván. Có một option nữa cho những bạn mới, mấy bạn có thể là mở ngang cái đầu gối bên phải và vươn tay như vậy cũng được ha. Nào gót chân nghiêng về phải của mình, bám chặt tay phải, vươn tay trái theo mang tay và nâng chân trái lên, duỗi lên. 1, 2, 3, 4, 5. Nào khuỵu đầu gối chân bên trái của mình. 1, 2, 3, 4, bước chân trái lên, 5, rướn tay trái về phía trước luôn này, úp người vươn tay trái rướn về phía trước, 5, 4, 3, 2, và 1, chồng tay trái, rút về tầm ván, gồng bụng lại, rạp xuống Chaturanga, up dog lên, và down dog, mình dạng về sau, rướn lưng duỗi dài, lên, khuỵu gối bám tay, bước hoặc nhảy lên, cúi rạp người. Nào lưng song song với mặt đất, lưng rạp xuống sàn. Vào cái ghế, khuỵu đầu gối, siết mông, hít vào, gồng lên. 5, 4, 3, 2, 1. Nào thẳng lưng lên và chắp tay về trước ngực. Mình bắt đầu thấy cái năng lượng của mình đẩy lên rồi và người mình nóng lên. Nào một vòng nữa cho chân bên trái của mình nha, cố lên mọi người ơi. Nào giữ chắc, hít vào nhìn theo tay. 5, 4, 3, 2, 1. Nào cúi xuống, hai tay chắp vào tư thế cái ghế, gồng bụng, hít vào vươn tay. 1, 2, 3, 4, 5. Rạp xuống sàn, mình thở dài. Nào lưng song song với mặt đất, hít vào, lưng rạp xuống. Bạn bước hoặc nhảy về tư thế tầm ván, gồng lại, gót chân nghiêng về bên trái, vươn tay phải rướn theo mang tay, nâng chân phải lên. 5, 4, 3, 2, 1. Nào co chân phải của mình, chỉ cái đầu gối, chỉ cái mũi chân ra sau. 1, 2, 3, 4, bước chân phải về phía trước, tay phải úp lại, chỉ thẳng về phía trước, rướn lên. 1, 2, 3, 4, và 5, rút về lại tư thế tầm ván, gồng người lại. Nào Chaturanga, up dog, siết người lại, vươn lên và đẩy về. Nào đó, mình dạn về phía sau. Nào khuỵu gối, bàn tay. Bạn hãy bước hoặc là nhảy lên đầu thảm, mình vào tư thế cái ghế một lần nữa thôi nha. Lưng song song với mặt đất, thở ra. Khuỵu đầu gối của mình, siết đùi lại, vươn cánh tay vào cái ghế gồng bụng lại. 5, 4, 3, 2, và 1. Đứng thẳng lên, hai tay chắp về trước ngực của mình. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra nhẹ nhàng. Bạn bước cái chân bên phải, chân trái của mình nhưng là chân phải của mọi người ha, để mọi người xoay về phía màn hình á. Hai cái chân mình mở rộng ra. Nào mềm mại vươn tay lên, hít vào, mềm xuống lỏng ra nha, thở ra. Lặp lại lần nữa, hít vào mềm mại vươn lên, thở ra. Một nhịp cuối cùng, hít vào vươn lên. Nào thở ra,
Sau đó bạn chống bàn tay, khuỵu đầu gối vào 4 điểm, lắc lư nhẹ nhàng, lắc lư vai nhẹ nhàng. Mình vào tư thế em bé nha mọi người. Hai cái mũi chân mình khép, để hai cái đầu gối hơi mở ra một chút. Mình nhìn về sau và thả lỏng xuống, xuống, xuống tư thế em bé nào, nhắm mắt lại, liên kết vào hơi thở của mình. Mình hít vào bằng mũi, rồi mình thở ra. Mình có thấy là cái hơi thở của mình đang gấp gáp hơn không? Cái nhịp tim mình đập nhanh hơn. Nào ráng dùng cái ý thức mình ổn định lại. Hít hơi dài hơn, thở ra dài hơn. Và thậm chí nếu bạn mỏi, bạn mệt quá, bạn cũng có thể hít bằng miệng vài nhịp ở đây cũng được nha. Nào giữ tư thế em bé vài nhịp. Và một nhịp thở nữa thôi. Rồi mình nhẹ nhàng chống tay và đẩy người mình ngồi lên. Nào bạn khép hai đầu gối lại và ngồi lên luôn. Nếu mà bạn có mồ hôi hãy lau bớt mồ hôi. Hãy nghỉ một chút, uống nước một chút trước khi mình vào cái phần tập tiếp theo nha. Sau đó thì bạn ngồi lên mông của mình và mở hai cái chân của mình về phía trước. Nào bạn mở hai cái chân rộng ra bằng cái mép thảm của mình luôn á. Lắc lư mông nhẹ nhàng. Ngồi vào vị trí thoải mái, lần này mũi chân của bạn chỉ lên trời, hai tay đặt lên đùi. Bạn rướn lưng thẳng lên. Nào vươn hai tay của mình lên trời. Hít vào mình rướn lên. Mình sẽ nghiêng về bên chân phải của mình nha. Rướn tay phải của mình ra cho tới khi tay phải bắt được chân. Nếu bạn chưa bắt được chân, bạn có thể nằm ở đầu gối cổ chân cũng được. Sau đó bạn nghiêng xuống từ từ cho tới khi cùi chỏ phải chạm vào cái đầu gối bên phải của mình nè. Rớt xuống. Và bạn trượt tay trái của mình ra. Cái động tác này giúp cái phần lưng dưới này của mình nó được kéo giãn ra. Trượt tay trái rướn ra. Rướn ra hơi xoay cái mặt mình về bên trái. Nào giữ ở đây một chút. Hít thở dài. Một nhịp nữa hít sâu, rướn căng ngón tay của bàn tay trái. Sau đó bạn úp xuống. Úp cái người mình xuống chân trái. Nào cả hai tay bấu lấy chân. Cúi xuống từ từ. Bạn bắt đầu thấy thắt lưng của mình được giãn ra. Cúi xuống, cúi cái đầu xuống chân. Cúi từ từ cho tới khi bạn có thể rạp được cái đầu xuống chân như vậy. Hoặc là bạn chỉ cần giữ ở đây thôi nè. Và rướn cái lưng mình ra. Giãn ra giữ một chút cho lưng dưới của mình được kéo lại. Sau đó mình chỉ thẳng tay và vươn hai tay lên trời. Hít vào rướn lên. Và đổi bên. Chìa tay trái vươn ra, bắt lấy chân trái. Nào rớt, cùi chỏ tay trái xuống. Xuống một chút. Và mình gác được xuống luôn. Rướn cái tay phải của mình ra và cảm giác cái lưng dưới của mình hơi căng. Nào giữ ở đây. Vươn cánh tay ra nữa, bạn kéo dài ra. Sau đó mình xoay mặt xuống chân. Và mình sẽ úp cái người xuống. Hai bàn tay nằm lấy chân. Bạn rướn lưng mình dài ra từ từ. Cúi xuống một chút thở ra. Rạp xuống một chút thở ra. Cho tới khi mình rạp hoàn toàn xuống chân luôn như thế này nếu được. Và lắng nghe vào cái thắt lưng của mình đang được kéo giãn phía sau. Rồi từ từ bạn vươn hai tay chỉ về trước và rướn lên trời, hít vào vươn lên. Nào mình sẽ rướn về phía trước nè. Thở ra tay phải bắt chân phải, tay trái bắt chân trái, cúi xuống thở ra. Lặp lại vài nhịp. Hít vào lên. Cúi xuống thở ra. Hít vào lên. Cúi xuống, nếu chưa được bạn chỉ cần rửa đây thôi nè, rướn ra như vậy. Ba nhịp nữa hít. Thở ra. Hai hít. Thở ra. Kéo lưng giãn ra. Và nhịp cuối cùng. Hít vươn lên.
Nào thở ra, bạn bắt lấy chân, rùn về phía trước, nào kẹo cho lưng dưới của mình giãn ra. Rùn cái vai về trước, nhớ là đừng còng lưng nha, vươn ra một chút. Vươn ra một chút, 2, 3, 4 và 5, bạn vươn hai tay, rùn lên luôn. Nào gỡ hai tay ra. Từ đây bạn đạp cái chân của mình lên cho cái bàn chân mình đạp xuống sàn luôn á. Hai chân mở rộng ra, xoay tay trái về sau, chống vào giữa thảm này, giữa cái mông của mình. Xòe rộng bàn tay ra, mình sẽ nhấc cái người vào uốn về phía sau. Cho đó bạn phải chống được tay và chân chắc vào nha. Hít vào này, nâng mông lên, uốn về sau, nhìn lên trời. Thở ra, mình hạ xuống. Lặp lại 5 lần, nhịp thứ 2, hít vào. Nào hạ xuống. Nhịp thứ 3, hít vào, hạ xuống. Nhịp thứ 4, hít vào, vươn lên, rồi hạ xuống. Nào nhịp cuối cùng, hít vào, vươn lên, ngửa tay ra, rồi mình hạ xuống. Nào đổi về bên kia, chống cái tay bên phải của bạn về phía sau. Nào chống chặt bàn tay, mình xoay về bên phải của mình một chút này, để tay bám chắc và chân bám chắc. Cái mũi tay bạn chỉ về phía sau nha. Hít vào lên, thở ra hạ xuống. Nhịp thứ 2, hít vào nâng lên, hạ xuống. Nhịp thứ 3, hạ xuống. Nhịp thứ 4, hít vào, hạ xuống. Và nhịp cuối cùng, hít vào lên, rồi mình hạ xuống luôn. Rồi bạn gỡ hai tay ra, khép hai chân về trước, lắc lư cánh tay, lắc lư cái bả vai, lắc lư cánh tay, lắc lư cái cổ tay nhẹ nhàng. Sau đó mình sẽ gác cái chân bên phải lên trên cái đầu gối bên trái của mình, chia mũi chân trái lên, nhịp nhịp lại cái mông. Nào vươn hai tay lên trời, hít, truồn về phía trước, nằm ép xuống, xuống xuống, bắt lấy chân, bắt lấy cổ chân chỗ nào mà bạn bắt được, cúi từ từ ra, từ từ đổ người xuống, thở ra. Một nhịp nữa, hít vào, vươn cao và rướn lên. Nào cúi ra về trước, cúi xuống, xuống xuống, ép người xuống, thở ra. Thấy cái lưng mình giãn ra, vai mình rướn ra. Sau đó hít vào, vươn lên, mình sẽ xoắn về bên phải của mình. Tay trái bạn nắm lấy cái đầu gối bên phải, tay phải mình chống về phía sau. Nào bắt đầu xoay người ưỡn ra sau, bạn về phía sau. Bạn thật sự phải là dùng tay trái nắm được chắc lấy cái gối của mình nha. Xoay mặt về sau, ưỡn lưng ra. Nào giữ đây 5 nhịp, 4 3 2 và 1. Mình quay về giữa trở lại, đạp chân bên phải của mình về phía trước. Mình sẽ đổi chân, bạn gác chân trái lên đầu gối nè. Thực ra có một số bạn nam hoặc là một số người mà cái hông cứng đó, gác lên vậy cũng hơi khó, mình gác về phía trước như vậy cũng được nha. Kéo cái chân cao lên, chỉ mũi chân phải. Nào vươn tay lên trời, hít vào, mình rướn về trước, cúi xuống ra, xuống, thở ra, thở ra, thở ra. Hít vào, vươn lên. Lần này mình làm cái version dễ hơn nè. Thở ra, mình bổ lấy chân, rướn vai, kéo lưng dạn về phía trước. Nào rướn ra một chút, ưỡn ra, ưỡn ra. Sau đó hít vào, mình vươn hẳn lên. Lần này mình xoắn về trái, tay phải mình đặt qua gối trái, nắm lấy đầu gối. Tay trái bẩy ra phía sau, nào ưỡn người xoắn ra. Xoay mặt mình nhìn về phía sau luôn. Thở ra, thở ra, 1 2 3 4 và 5. Xoay về trước trở lại, mình vươn hai tay rướn lên, rồi đạp chân về trước gỡ ra. Lần này mình sẽ rạp nguyên cả người mình xuống chân nè, giữ cho mông thoải mái, rướn cao, hít vào, trườn về phía trước, bắt lấy chân. Bạn có thể cúi hoàn toàn xuống hoặc bạn có thể chỉ giữ ở đây thôi cũng được. Rườn ra, hít thở dài, ép xuống một chút, thở ra, kéo cho cái lưng mình nhẹ ra, thở ra, thở dài ra, 1 2 3. Và bạn sẽ thấy mỗi ngày mình xuống được một chút, 4
Nam nào vươn hai tay lên trời, rồi cao vươn lên. Và mình gỡ tay, khuỵu cái đầu gối đạp xuống và mình nằm ngửa lưng của mình về phía sau. Đạp hai chân chắc xuống sàn, bạn úp hai bàn tay xuôi theo người. Mình sẽ tập tư thế cây cầu một vài nhịp nha. Hai bàn tay bạn úp, mạnh lật từng đốt sống lưng lên. 2, 3, 4, cao lên. Rồi bạn hạ nhẹ nhàng xuống, xuống, xuống. Lặp lại, đạp chắc chân, hít vào lên, lên, lên. Rồi thở ra, hạ xuống, xuống, xuống. Tiếp tục, hít vào lên, thở ra xuống. Nào hai nhịp nữa thôi. Đạp chân hít vào rướn lên. Rồi thở ra hạ xuống. Lần này bạn vươn lên luôn và bạn đan tay vào dưới lưng của mình. Đạp chắc chân, bạn lật lên. Sau đó đưa tay phải vào trong, đưa tay trái vào trong. Bạn lùng ngón tay vào, lát lát cho cái vai vào sâu hơn. Đạp chân lên và ưỡn lên. Nào các đốt sống cổ của bạn sẽ kéo thẳng phía sau, xiết đùi lại và giữ ở đây. Đừng để cái chân của mình bẩy ra ngoài ha. Bạn phải cảm nhận được là lực nằm ở bàn chân của mình. Và bạn đẩy vai, đẩy hông của mình lên, đùi xiết lại. Hít thở dài. Nào một nhịp nữa, rướn cao vai lên. Rồi mình dang hai tay ra, hạ từng đốt sống của mình xuống, xuống, xuống cho tới khi lưng ép xuống dưới sàn. Ôm hai tay, ôm cái đầu gối vào hai tay. Và mình nhìn lưng mình xuống, giữ ở đây. Sau đó lắc nhẹ lưng của bạn về phải, về trái. Bạn đưa chân phải cover, úp qua chân trái nè, ốc nó qua, móc cái đầu gối qua luôn. Và nếu được nữa, bạn ngoéo nó vào phía sau nè, giống như là tư thế con đẩy bàn á. Dùng cái tay trái nhìn hết đầu gối của bạn về bên trái, ép xuống, ép cho nó chạm xuống sàn luôn. Và xoay mặt về bên kia của mình. Nếu không chạm xuống sàn cũng không sao ha, miễn là bạn thấy cái lưng mình thư giãn ở đây là được. Nào xoay mặt về bên phải của mình, giữ cái lưng xoắn ở đây một vài nhịp. Sau đó mình nâng lên và mình sẽ đổi chân, hai bàn chân đạp xuống trở lại, vắt chân trái qua, ngoèo xuống phía dưới. Nếu không ngoèo được cũng không sao ha. Rồi bạn kéo cái đầu gối về bên phải, mình xoắn vai mình về bên trái. Nào thư giãn ở đây một vài nhịp. Sau đó mình quay người về dựa thảm, lưng hạ xuống, đá hai cái chân lên trời. Bạn dùng tay móc lại ngón chân cái nè, đưa hai tay vào bên trong. Đây là tư thế happy baby. Lắc lư nhẹ lưng và vai, qua phải qua trái. Sau đó bạn duỗi thẳng chân, thẳng tay lên, duỗi 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 và bạn lõm xuống sàn. Hai tay mình vươn qua quá đầu. Nào bây giờ mỗi nhịp hít vào mình kéo căng cái người ra nha. Rướn mũi tay, mũi chân căng lại. Thở ra,
mình lọc ra. Lặp lại vài lần như vậy, nó rướn căng tay chân. Hít. Lọc ra. Một nhịp nữa, hít vào, rướn căng lại. Lọc ra, nào nâng chân lên, rớt, đột xuống. Nâng mông lên, rớt, đột xuống. Nâng lồng ngực lên, rớt xuống. Xít cánh tay nâng lên và rớt xuống. Nào mình lắc lư lại, tìm vị trí thoải mái cho vai, cho đầu, cho hông, cho đùi của mình. Mình lọc cánh tay, ngón tay, cổ tay ra. Mình nghĩ là mình để cái bàn tay để ngửa và ngón tay co mềm thì cái lồng ngực mình sẽ thoải mái hơn. Nào gót chân của mình đổ ra hai bên, phần lưng dưới của mình thư giãn. Nào mình bắt đầu thả lỏng cái phần thân dưới của mình, từ phần thắt lưng kéo xuống mông, xuống đùi, xuống đầu gối, xuống ngón chân, xuống gót chân, tới hai bàn chân của mình. Mình để lỏng ra, buông xuống sàn, mềm xuống. Sau đó mình thả lỏng lên thân trên, từ thắt lưng mình dòng theo các đốt sống, kéo lên lưng giữa, lưng trên, kéo lên cổ của mình. Các đốt sống của mình thư giãn và bụng và lồng ngực của mình nhịp nhàng lên xuống mỗi khi mình hít vào và thở ra. Sau đó mình thả lỏng bả vai của mình ra. Hai vai của mình mở rộng ra. Cảm giác cái phần ngực phía sau của mình chạm xuống nặng dưới sàn. Cánh tay, bàn tay và ngón tay của mình buông lỏng thư giãn ra. Khuôn mặt của mình thả lỏng ra. Mắt, mũi và miệng được thư giãn và buông lỏng ra. Bạn thả lỏng cả phần trán và phần đỉnh đầu của mình ra luôn. Cảm giác khuôn mặt của mình buông ra, thư giãn, cảm giác cái nụ cười nhẹ từ bên trong lan lên khuôn mặt, tạo ra cái sự hạnh phúc thoải mái trên khuôn mặt của mình. Nào từ đỉnh đầu cho tới ngón chân, ngón tay, toàn bộ cơ thể của mình được buông lỏng và được thư giãn. Hãy mang cái ý thức của mình, mang cái sự thoải mái từ bên trong của mình thư giãn cùng với toàn thân. Mình sẽ giữ sự thư giãn này trong vòng một vài phút trước khi mình kết thúc nha mọi người.
Nào, mình hãy hít vào một hơi thật dài. Rồi, buông lỏng thở dài ra. Bắt đầu ngọ nguậy lại các ngón tay, ngón chân của mình. Cử động nhẹ nhàng, đánh thức nhẹ nhàng tay chân. Lắc lư tay chân. Sau đó khuỵu cái đầu gối lại, lắc hai cái đầu gối về hai bên, nghiêng gối qua phải qua trái. Rồi ôm chặt gối vào lồng ngực của mình, ép chặt vào. Và mình đổ nghiêng về một bên, rớt người xuống và lỏng ra. Mình có thể dùng một tay làm gối để cái cơ thể mình buông lỏng, rớt về một bên. Và mình vẫn nhắm mắt, chống tay, mình đẩy người mình ngồi lên lại. Đắp lưng nhẹ vai, lưng, tìm vị trí thư giãn, thoải mái. Đặt hai tay lên gối, nào nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hãy cùng nhau hít vào một hơi thật dài. Và mình thở dài ra. Và nhẹ nhàng mở mắt ra. Namaste. Cảm ơn mọi người đã tập cùng Thương và kênh YouTube Yogi Travel trong cái bài tập Vinyasa vừa rồi. Hy vọng là những cái động tác, những cái chuỗi di chuyển trong bài tập vừa rồi đã giúp mọi người kéo căng giãn lại cơ thể của mình, mang lại cái năng lượng và sự hứng khởi cho một ngày làm việc mới hoặc là cho kết thúc một cái ngày làm việc. Nếu bạn là người mới và chưa bấm nút đăng ký thì hãy bấm nút đăng ký để theo dõi kênh YouTube của mình nha. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người trong cái video clip lần sau. Bye bye mọi người, nhớ comment bên dưới cho mình biết là cái cảm giác của mọi người, cái ý kiến của mọi người sau khi mọi người tập bài này. Namaste, bye bye.